Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với một thủ thuật nữa trên điện thoại iPhone, đó là hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra email trên iPhone nhanh chóng và chính xác nhất. Thì việc kiểm tra email của iPhone sẽ giúp bạn biết được là nguồn gốc xuất xứ của chiếc iPhone và thời gian bảo hành của sản phẩm là trong bao lâu. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách để kiểm tra email của iPhone. Thì cách đầu tiên mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn đó là kiểm tra email của iPhone bằng cú pháp sao thanh không xéo thanh. Thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn nha. Thì từ màn hình chính của iPhone, các bạn lựa chọn vào cuộc gọi. Sau khi lựa chọn vào cuộc gọi, các bạn nhấn vào bàn phím. Sau khi nhấn vào bàn phím thì bạn nhập cú pháp sau đây, đó là sao thanh không xấu và thanh, thì nó sẽ hiện ra một cái dãy số, đây là dãy số email của máy. Thì ngoài cách kiểm tra email của máy sử dụng cú pháp thì bạn có thể truy cập vào bộ nhớ của chiếc điện thoại để check email đơn giản với hai bước sau. Thì đầu tiên các bạn vào phần cài đặt. Sau khi vào phần cài đặt, các bạn vào phần cài đặt chung. Trong phần cài đặt chung này, các bạn bấm vào phần giới thiệu. Thì như các bạn có thể thấy, trong này khi các bạn kéo xuống thì bạn sẽ thấy một cái phần đó là email. Thì đó chính là dãy số email của máy nha. Thì sau khi bạn đã có được email của máy thì các bạn đăng nhập vào đường link mà mình đã để trong phần mô tả để có thể check cái điện thoại của bạn nha. Thì các bạn lướt xuống, sau đó bắt cái số email của mình vào cái ô này. Sau khi bạn điền cái số email của máy vào rồi thì các bạn nhập mã code, sau đó các bạn bấm vào continue. Thì như các bạn có thể thấy, nó hiện ra thông số như thế này. Thì thông tin đầu tiên là bạn có thể được biết được điện thoại mình đang dùng là điện thoại gì. Thì mình đang dùng là điện thoại iPhone 6 Plus và có số series của máy luôn. Thì tiếp theo là tình trạng active của máy, thì máy mình đã được active và hoạt động rồi. Thì ở bên dưới là nó sẽ cho biết thời gian bảo hành, thì hiện tại cái máy của mình đã hết thời gian bảo hành rồi nha. Thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra email của iPhone nhanh chóng và chính xác nhất hiện nay. Nếu các bạn thấy hữu ích thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.